Một dàn cấu trúc hiện đại nặng gần 700 tấn tại chi nhánh cảng Tân Vũ thuộc công ty cổ phần cảng Hải Phòng vừa được các kỹ sư của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và tiếp vận Bảo Tín sử dụng thiết bị rơ móc tự hành chuyên dụng của nước ngoài di chuyển thành công từ cầu cảng vào vị trí an toàn để bảo dưỡng và sửa chữa. Nhằm nâng cao năng lực xếp dỡ, đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu container, tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực xếp dỡ container tại khu vực phía Bắc. Từ năm 2016, chi nhánh cảng Tân Vũ đưa vào sử dụng dàn cẩu trục chuyên dùng xếp dỡ container QC08 với sức nâng 40/50 tấn. Yêu cầu kỹ thuật của cái cần cầu này là bởi vì cần cầu này rất là cao. Để thực hiện cái công việc này, chúng tôi phải sử dụng dàn rơ móc chuyên dùng. Đây là dàn rơ móc tự hành, chúng tôi dùng 40 trục FPMT. Thì ở Việt Nam mình thì hiện tại đây là cái rơ móc thủy lực đó, với cái chất lượng và độ an toàn là cao nhất. Vấn đề quan trọng nhất của cái việc vận chuyển này là cái độ cân bằng của rơ móc thì luôn luôn đảm bảo là rơ móc là cân bằng và cái áp tổ hợp, có nghĩa là cái lực tác động lên rơ móc đó phải là cân bằng ở các điểm. Việc di chuyển hai đoàn trailer vào dưới dầm chính của dàn cẩu QC08 được các chuyên gia điều khiển bằng thiết bị chuyên dụng chính xác, bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trước khi tiến hành vận chuyển dàn cẩu vào vị trí cố định. Sau gần 4 giờ đồng hồ, dàn cẩu siêu trường siêu trọng QC08 đã được di chuyển thành công vào vị trí cố định tại bãi của chi nhánh cảng Tân Vũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.